Mẹ yêu ơi, mẹ đi đâu không có nhà? Mèo mèo mèo, con đang đói mà. Mèo con ơi, đừng buồn nha, mẹ về sớm thôi. Ngó bên kia, ngó bên đây. À, đang ngủ. Mẹ ăn lục cục ngồi vậy thấy mẹ ngồi ăn trái cây chấm muối ớt chịu nổi không? Chưa người ta đi ngủ không ngủ vừa chợp mắt một tí mẹ lấy tủ mở tủ lạnh ra để mận lấy trái cây lấy muối ớt mẹ chấm. Mới có 3 tuổi à, mà ăn cay kìa, coi cái tướng mẹ ngồi kìa. Cay không? Cay sao ăn? Cay ngon. Cay là ngon hả? Ngon. Trời đất ơi. Hỏi nó cay không, nó kêu cay. Cay ngon. Chịu nổi mẹ không? Mới bà lớn mà ăn cay thôi là cay. Thơm mùi sữa, đúng là mẹ rồi. Mẹ, mẹ ơi. Gạo. Gạo. Làm gì vậy?